Ngày hôm nay, Đào Ngọc Quang Linh cùng bố về thăm trường cũ, háo hức gặp các thầy cô để thông báo tin trúng tuyển đại học. Ít ai biết rằng, cách đây 4 năm, không trường nào dám nhận Linh vào học vì thành tích gây gổ đánh nhau triền miên của mình. Những thầy cô này không những tiếp nhận Linh mà còn dạy dỗ, rèn luyện, để ngày hôm nay Linh đã sắp thành tân sinh viên đại học FPT. Với ông Tiến, cha của Linh, ông không thể tưởng tượng được con mình sẽ được như ngày hôm nay. Cháu học từ năm lớp 9, đã trở lại đây. Thế là từ lúc đó là cháu là học được mà các thầy, các cô quý mến. Thế đâm ra là cháu cứ phấn khởi là học, thế là tự nhiên là lên. Thế kể về tính nết, nề nếp các thứ là hoàn toàn khác. Trước thì khi nhiều khi có khi về nhà khi là đi học không bao giờ hỏi bảo bố mẹ có đi học đây. Nhưng bây giờ về học là mà con chào bố mẹ con đi học. Khi cháu đó học được đến thi được đỗ đại học hay là thực sự gia đình rất là mừng. Còn đây là một tay chơi piano điệu nghệ của ngôi trường này. Mới cách đây 6 tháng, Hằng còn là một học sinh hay đánh nhau và thích bỏ học. Nhưng khi chuyển đến đại học, Hằng được rèn luyện tính cách, hòa mình với cuộc sống và được phát triển tài năng piano của mình. Cuộc sống của em thực sự thay đổi từ khi được rèn luyện ở đây. Dạ, em thấy môi trường này là môi trường tốt để cho bọn em sửa đổi những sai lầm em gây ra. Những lỗi lầm mà em gây ra cho gia đình và bố mẹ, làm cho mọi người trong gia đình buồn. Em thấy thoải mái, thầy cô và bạn bè đều tốt với em hết. Các thầy rất quan tâm tới học sinh và các chị em trong khu và anh em trong khu là rất quan tâm tới nhau. Ở nhiều trường học khác, học sinh nghịch ngợm với cá tính khác thường sẽ được liệt vào danh sách học sinh cá biệt. Nhưng ở đây, học sinh cá biệt lại được coi là những học sinh đặc biệt, có những kỹ năng hay tố chất khác người. Những tố chất và những kỹ năng này của các em sẽ được rèn luyện để trở thành tài năng. Được thành lập từ năm 2009, đến nay, ngôi trường đặc biệt này đã đào tạo được gần 400 học sinh cá biệt. Mục tiêu của nhà trường là phát hiện tài năng từ ngay cả những học sinh tưởng như khó đào tạo. Mỗi một cá nhân, mỗi học sinh, mỗi con người đều tiềm ẩn rất nhiều những cái khả năng mà các trường bình thường không có điều kiện để khơi dậy. Viện chúng tôi là tuyển học sinh vào theo cái dự án giáo dục đặc biệt, giáo dục một cách toàn diện và dùng thể thao là một phương tiện để cho các em khỏe mạnh hơn, đoàn kết hơn và kỷ luật hơn. Và từ cái kỷ luật, từ cái đoàn kết thì các em sẽ ham học hơn, các em hiểu biết hơn và chính là cái chìa khóa thành công của chúng tôi. Điều đặc biệt và cũng là bí quyết trong giảng dạy ở đây chính là thầy cô giáo ở cùng, ăn cùng và vui chơi cùng học sinh. Có như thế mới hiểu được từng cá tính, phát hiện ra tài năng của từng em học sinh. Cách dạy này đã níu chân được nhiều cô cậu học trò ngang tàng, ngỗ ngược. Trong khi nhiều trường luôn chạy đua theo thành tích học tập mà quên đi nhiệm vụ cao cả của nghề dạy học là giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh, thì ở đây, các thầy cô với những biện pháp giáo dục phù hợp đã giúp các học sinh cá biệt có được sự tự tin, thể hiện được những tố chất tiềm ẩn của bản thân. Với họ, không có học sinh hư, chỉ có nhà trường chưa biết cách giáo dục.